Oh my god. With all the food. Oh my god, you guys, how cute is this? I love it. They're all wearing little Chru outfits. Lời nói đầu tiên, cho phép tôi thay mặt ban giám hiệu nhà trường xin gửi đến tất cả quý vị đại biểu, đoàn từ thiện Chru Love và toàn thể các em học sinh lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chru Love, it used to just be the classrooms over here, and now it's like a huge school. Look at this, so awesome! Oh, yeah. Okay, bye bye.